lấy cái điện thoại cái. Huy ơi. Dạ, có vẻ hơi to Huy nhỉ. Đây nhạc gì đây? Chưa bật nhạc đâu. Đây là mic đúng không? Đây là nhạc. Không không, à đây nhạc bên dưới này. Không, nhạc bên dưới này. Thôi không cần. Thôi, không chỉnh được. Nhạc ở đây, nhạc đang nhảy đây. Đây. Anh tắt đổi này đi. Đâu, để em. Rồi, lên lên lên, đang lên live rồi. Thôi chỉnh. Hello các bạn. Mệt quá nhá. Em có điện thoại không? Để là xong rồi xem like. Sau xin nó có thắc mắc gì thì em chào anh. Hả? Không, không tắt mic. Rồi tắt nhạc nha. Hello, chào tất cả các bạn. Hello, xin chào anh em nha. Từ từ, anh, bây giờ anh chưa ra thì bật. Rồi, giọng hơi vang á. Đóng cửa anh xem. Giọng vang hả các em? Ok, chào bạn Đặng Ngọc Sơn. Số là ra xua không thầy. Giọng còn vang không các em? Ok, chào Minh Luân Hồ nhá. Hôm nay thầy live stream hơi sớm. Thầy live stream hơi sớm. Để tí nữa chúng ta sẽ có một cái buổi tâm sự mộng. Tâm sự mộng. Giọng vang quá à? Có thể là cho cái này nó giảm xuống nhỉ? Thầy ơi, các chị sinh hôm nọ đâu? Đây, ngồi cạnh thầy là một chị sinh mà. Nhưng mà chị đang ngại, chị đang cúi mặt xuống thôi. Đấy, chị... Tắt hết rồi. Nó chậm rồi. Vang lắm à? Xem nào. Đấy thì chứ nhá, lâu lâu không like cái này nên phải set up tí. Ổn rồi đúng không? Ok, chữ để luôn đi thầy. Rồi bình tĩnh, set up tí đã. Ổn rồi đúng không? Chị này xinh hơn, đúng rồi, ngã tống chuẩn đấy. Chị này xinh hơn nhá, ok, chào Đình Phi. Công ty toàn chị. Rồi 300 bạn rồi đúng không? Chị này chị xinh phải có anh đẹp. Ở đây có anh quay phim rất đẹp. Chị có thể chị Quế chào các bạn tí không? Chị các bạn nhá. Đây chị cầm mic lên. Hôm nay chị làm gì, có nhiệm vụ là gì và như nào giới thiệu cho em. Kia đi. Đây. Của ai đấy? Mic này của ai? Mic này. Em cứ nói đi, em nói hai mic mà. Bật chưa. Rồi đợi thầy tí nha, set up tí cho nó êm xuôi đã. Chị kia cu te hơn á. Chứ biết chị nào cu te hơn chị nào đâu. Các bạn đã được thử chứ mà không biết là chị nào cu te hơn. Rồi. Các bạn ơi,
Ơi không sao, hôm nay chị Quế là đến đây trợ giảng hộ thầy, có nhiệm vụ là bật các câu hỏi và đọc comment thắc mắc của các em. Vì hôm nay thầy sẽ live chữa trực tiếp trên bảng, còn không như mọi hôm nữa là thầy sẽ ngồi live trên màn hình điện thoại, màn hình của Welcome thì thầy sẽ có thể đọc được comment game luôn. Hôm nay thầy sẽ live liên tục và thầy không thể đọc kịp comment của các bạn. Thì sẽ có chị Nguyệt Quế, chị đọc comment của các em và cũng như xóa bảng hộ thầy. Đấy là hai nhiệm vụ chính của chị và ngồi đây cười, đúng không ạ? Ngồi đây cười cho các bạn xem. Chị Sigma, chị Quế chào lên cười các bạn tí nào. Hello các bạn nhá. Thầy được thử đó, thầy làm gì được thử chị nào. Thầy đừng cho chị lao bảng à. Ok được rồi, và chúng ta sẽ đi vào buổi trước ngày hôm nay thôi nha. Nào các bạn bật cho anh câu 1. Các bạn tập trung vào học nhá. Đến giờ học rồi, chém gió thế thôi. Em chào thầy, chị ý có cách nào để xin không? Thôi được rồi. Ok. Học thôi. Biết thầy Ngọc Anh. Nào, học nào. Các bạn comment nhá. Thôi không tập trung vào chị nữa, hãy tập trung vào thầy đi. Hoặc tập trung vào bài giảng nào. Giọng chị ấm quá, giọng chị hay cực. Tí nữa, thầy nhắc luôn đầu live stream, tí nữa thì thầy và chị sẽ cùng tâm sự mỏng với các em. Đấy chưa nhỉ? Tâm sự mỏng về tư vấn ôn thi lộ trình nha. Của thầy với các em và cả chị nữa nha. Tí nữa thầy chữa xong đề này đã. Đề này hôm nay thì dễ thôi, 40 câu thì chắc là thầy chữa tầm hơn 1 tiếng là xong. Và sau 1 tiếng này các bạn nếu như còn ở lại thì chúng ta sẽ cùng tâm sự, chia sẻ nha. Và chắc thầy tin là cái câu hỏi mà các bạn đang hỏi nhiều nhất ở đây, có muốn hỏi nhưng mà chắc là chưa dám hỏi đúng không? Là chị có người yêu chưa đúng không? Thì tí nữa thì chúng ta khi chữa xong thì thầy cũng đang chưa biết hỏi như nào. Nhưng mà tí nữa các em sẽ được quyền hỏi nha. Còn bây giờ chúng ta học đã, được chưa? Học đã nha, rồi tí nữa chúng ta sẽ tâm sự rồi hỏi thầm kín nổi riêng tư sau. Ok chưa nhỉ? Nào, chúng ta chữa đến câu 1. Nhận nha các bạn nào. Câu 1. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục OX với phương trình X bằng 5pi nhân với cos 4t, biên độ của dao động là bao nhiêu? Em nhìn luôn, biên độ dao động là một đại lượng nằm ngoài hàm cos. Ở đây trong phương trình x bằng 5pi nhân với cos thì biên độ là sẽ bằng mấy các bạn nhỉ? Sẽ bằng 5, đúng không? Nên câu 1 đáp án gì đúng nào? Câu 1 đáp án B là chính xác. Xong chưa? Xong câu 1 này. 1B nha. Đúng hết rồi đúng không? Ok. Nào, tiếp câu số 2. Trong thí nghiệm giao thoa sóng, đây là thí nghiệm giao thoa sóng các bạn nha. Nhiều bạn làm nhầm câu này đấy nha. Nếu chưa đọc kỹ đầu bài, trong thí nghiệm giao thoa sóng xét tại một điểm M trên mặt nước có vị trí cách hai nguồn lần lượt là D1 và D2, biểu thức độ lệch pha của hai sóng tại M. Các bạn nhìn luôn này, mình có cứ coi như là phương trình của hai nguồn đi là UA bằng UB bằng A cos, đấy chưa nhỉ? Omega T. Đây là phương trình của hai nguồn thì đầu tiên là sẽ có sóng từ nguồn A truyền đến M là A cos, đúng không nhỉ? Omega T trừ cho 2pi D1 chia cho lambda. Được chưa? Đây là sóng từ A truyền đến M và cả sóng từ B truyền đến M nữa là A cos nha. Omega T trừ cho 2pi D2 chia cho lambda. Được chưa? Đây là hai sóng truyền đến M. Vậy thì độ lệch pha của hai sóng này là bao nhiêu? Chính là delta phi này. Được chưa? Đây này, đây là pha ban đầu của hai cái này chưa? Em lấy hai cái này trừ cho nhau nhá thì sẽ là 2pi. Được chưa? D2 trừ D1. Đúng không nhỉ? Lấy hai cái này trừ nhau chia cho lambda thì đây nó mới là độ lệch pha của hai sóng tại M. Vậy câu 2 đáp án gì đúng các bạn nhỉ? Câu 2 của chúng ta là đáp án C. Được chưa? Xem có nhiều bạn nhầm câu này không nhỉ? Câu 2 là C nhá. Câu 2 là C. Rồi, 700 bạn rồi. Câu 2 là C. Tiếp chúng ta sang câu 3, mạch chỉ có R và L. Nào, các bạn nhìn thấy câu 3 chưa? Đấy, nhiệm vụ của chị là ngồi cười và bật tất cả các câu lên cho các em cùng theo dõi thầy. Được chưa? Chúng ta sang câu 3 nào. Đừng sai những câu dễ các bạn nhá. Hệ số công suất của mạch điện, em biết rồi, hệ số công suất là K. Và K chính bằng cái gì các bạn nhỉ? Cos phi. Cos phi thì bằng R chia cho Z toàn mạch. Mạch này của chúng ta có hai phần tử là R và L thôi, đúng chưa?
Nên Z của chúng ta sẽ là cái gì các bạn nhỉ? Căn của gì đấy? R bình cộng cho ZL bình. Đấy, hệ số công suất được tính theo biểu thức này. Câu 3 của chúng ta đáp án gì đúng các bạn nhỉ? Đáp án B. Đấy chưa? Đáp án B nha. Câu 3 là B nhá. Trần Sơn đúng rồi. Ngát Tống rồi, ôi em chào chị sẽ không chào thầy. Mày mất nết. Rồi ôi, khổ thân tôi. Nào, câu số 4, dao động tổng hợp có biên độ là hiệu của hai thành phần, đúng nhỉ? Câu thứ 4 này, biên độ tổng hợp là hiệu của hai dao động thành phần thì hai dao động đó thì phải làm sao các bạn nhỉ? Hai dao động đó thì phải ngược pha với nhau, nên câu số 4 đáp án là gì các bạn nhỉ? B. Nếu biên độ là hiệu của hai thành phần thì là ngược pha, là tổng của hai thành phần thì sẽ là gì nhỉ? Cùng pha. Còn Pythagore thì sẽ là cái gì các em? Vuông pha. Ok, Lâm Sương Tân đúng rồi, Đỗ Hồng đúng rồi. Để con này dễ đúng không? Nào, câu thứ 5. Người ta bảo là mối quan hệ giữa ZL, ZC và ER là gì nếu Y trễ pha hơn so với U? Các bạn nhìn luôn, nếu Y mà trễ pha hơn so với U, tức là U sớm pha hơn chưa? Mạch của chúng ta sẽ có tính gì các bạn nhỉ? Mạch của chúng ta sẽ có tính cảm kháng. Mà cảm kháng thì phải làm sao các em? ZL lớn hơn ZC, nên câu số 5 là C chính xác. Nhớ là U sớm pha hơn nhá, đúng không ạ? Thì mạch có tính cảm kháng. Cảm kháng là ZL lớn hơn chưa? Câu 5 là C. Đúng rồi, Trần Tuấn Anh đúng rồi. Ừ, đấy, thằng Hữu Trác được này. Hy thầy và chị hợp lý. Hợp lý. Nào, từ từ nhỉ. Em sinh năm bao nhiêu nhỉ? Ồ, chị Quế sinh năm 2000 các bạn ạ. Thầy nghĩ là hôm nay cũng nhiều bạn muốn làm phi công lắm đấy. Được chưa? Cũng được đấy nhỉ? Cũng được đấy nha. Tí nữa thầy sẽ cấp bằng lái cho các bạn. Được chưa? Nha, học đi đã. Nào, câu số 6. Khi ghép N nguồn điện giống nhau nối tiếp. Cái này nhiều bạn nhầm này. Đây là một câu của kiến thức lớp 11. Khi ghép N nguồn giống nhau nối tiếp, mỗi nguồn có số điện động là cờ si và điện trở trong R nhỏ. Số điện động và điện trở trong của bộ nguồn là bao nhiêu? Các bạn nhìn này, các nguồn này ghép nối tiếp nên số điện động tổng cộng, đúng chưa? E0 là N lần số điện động của một nguồn. Các nguồn ghép nối tiếp thì U của nó sẽ cộng lại và R của nó cũng sẽ cộng lại hết. Khi ghép nối tiếp tất cả đều cộng lại. Nghe chưa? Vậy ở đây cái gì đúng các bạn nhỉ? Câu số 6 đáp án D là chính xác. Thầy nghĩ câu này là cũng nhiều bạn toang cái này. Bởi vì kiến thức lớp 11 các bạn là không nhớ nhiều lắm đâu. Đúng chưa? Đúng rồi, câu 6 là D. Trần Tuấn Anh, đúng rồi. Trần Sơn, đúng rồi. Anh tắt camera phụ đi ạ. Ờ, có vẻ nên tắt camera phụ đi đây. Thầy hiểu ý đồ của các em rồi. Thầy hiểu ý các em rồi. Các em muốn chị rõ hơn đúng không? Ui giời ơi. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tưởng công thế nào? Nào, câu số 7. Đơn vị của điện thế là gì? Điện thế, đúng nhỉ? Đơn vị là gì các bạn nhỉ? Là vôn, được chưa? Nó viết như này nhỉ? Sao cái chữ này viết là vone nhỉ? Vôn đúng nhỉ? Vậy thì câu 7, cái gì đúng em? C, đúng chưa? Câu 7 là C. Tiếp đến câu 8. Dùng ampere kế xoay chiều để đo cường độ dòng điện trong một mạch điện xoay chiều thì ampere kế chỉ 2 ampere, đó là giá trị gì? Nào, câu số 8 này đáp án là gì? Đúng rồi, đồng ý câu 7 là C. Nhưng câu số 8 này đáp án là gì các bạn nhỉ? Câu số 8 đáp án là gì nào? Các bạn cho kỹ nhá, dùng ampere kế xoay chiều, được chưa? Chứ không phải ampere kế nhiệt, đúng không ạ? Người ta dùng ampere kế xoay chiều chứ không phải là ampere kế gì các bạn nhỉ? Nhiệt. Ampere kế nhiệt thì mới đo dòng điện hiệu dụng. Còn đây là ampere kế xoay chiều mà các em, nó phải đo giá trị xoay chiều chứ. Nên câu này đáp án đúng là gì nào? Đáp án đúng là B. Rồi ôi. Lớp trưởng cũng nhầm cái kìa. Câu 8 là B. Nếu ampere kế nhiệt cơ thì mới đo giá trị gì các bạn nhỉ? Hiệu dụng. Hiểu chưa nhỉ? Rồi. Nó đo dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện. Còn đây đơn thuần chỉ là ampere kế xoay chiều, nó đo giá trị xoay chiều. Hiểu chưa? Rồi, câu này đáp án là B. Được chưa? Ok, hợp lý nhá. Các em yên tâm là chị Quế vẫn đang ngồi đọc comment của các em hay sao ấy, đúng không? Đấy.
em có thể like comment của bạn nào nếu bạn ấy đúng nhá. Được chưa? Nào, câu số 9 nào. Câu số 9, cố tăng thận nhá, toang đúng không? Câu số 9. Câu số 9. Câu số 9, một con lắc lò xo nằm ngang có chiều dài biến thiên từ 24 đến 30, biên độ của dao động là bao nhiêu? Các bạn nhìn luôn này, chiều dài của nó biến thiên từ 24cm đến 30cm. Được chưa? Nhìn luôn, chiều dài của nó thay đổi từ 24 đến 30. Thì cái quỹ đạo này của nó là dài mấy các bạn nhỉ? Quỹ đạo này của nó là dài 6cm. Đúng chưa? Từ 24 biến thiên đến 30 thì quỹ đạo này dài 6. Mà quỹ đạo này dài 6 thì chính là 2 lần biên độ. Đúng không ạ? Vậy thì biên độ là mấy các bạn nhỉ? Biên độ là 3cm. Câu 9 này đáp án gì là đúng các bạn nhỉ? Câu 9 đáp án C là chính xác. Được chưa? Cái này dễ nha. Câu số 10 này. Độ cao là một đặc trưng sinh lý gắn liền với cái gì? Cái này cơ bản rồi. Độ cao là một đặc trưng sinh lý gắn liền với tần số âm. Câu số 10, đáp án C là chính xác. Đấy, tần số là đại lượng vật lý. Ôi, hơn 700 bạn rồi cơ à. Kinh thế nhỉ? Kinh quá nhỉ? Thường thường thầy like là gì được đến đến 500 nhỉ? Có vẻ này có gì nó hơi sai sai không ạ? Nay là một cách thần kỳ ở đó đông thế nhỉ? Câu thứ 11, một con lắc đơn có chiều dài là L, biên độ góc là alpha 0, biên độ cong của dao động là bao nhiêu? Được chưa? Cái này thì đã dạy các bạn rất nhiều lần trong khóa học rồi. Các bạn lưu ý này, học chăm chỉ lên, sắp thi đại học rồi đấy. Hiện tại là đã sắp Tết âm, sau Tết âm nó chính là hết tháng 2. Các bạn chỉ còn tháng 3, tháng 4, tháng 5 là các bạn sẽ thi đại học thôi. Các bạn sau Tết chỉ còn tầm hơn 3 tháng là thi đại học nha. Các bạn học chăm chỉ lên. Nhớ chưa nhỉ? Luyện đề nhiều lên cho nó quen tay. Nào, biên độ cong FC0 bằng alpha 0 nhân với chiều dài L. Nhưng alpha 0 ở đây đơn vị của nó phải là radian. Đúng chưa nhỉ? Radian. Đầu bài cho alpha 0 ở đây đơn vị lại là độ. Đúng nhỉ? Vậy từ độ chuyển về radian kiểu gì nha? Các bạn lưu ý này. Alpha 0 nếu đơn vị là độ thì các bạn chuyển sang radian bằng cách lấy alpha 0 nhân với pi phần bao nhiêu các em nhỉ? 180. Đấy chưa? Cái biểu thức thầy viết ở đây là radian. Nếu muốn là độ về radian phải nhân thêm pi phần 180. Nhớ chưa? Đây, lúc này alpha 0 hiểu đang là giá trị là độ các bạn nhá. Được chưa? Còn nếu là radian chỉ là alpha 0 nhân L thôi. Vậy thì câu này đáp án chúng ta là gì các bạn nhỉ? B. Đấy, rất nhiều bạn sẽ làm nhầm câu này đoán C đấy nhá. Câu này là B mới là chính xác này. Câu 11 là B. Đấy chưa? 11 là B nhá. 11B sai thì yêu trợ giảng à. Rồi ôi. À thứ tư là A chứ nhỉ? Đậu xanh thầy mắt thầy nhìn kiểu gì ấy nhỉ? Alpha A chứ nhỉ? A thế thì nhầm rồi. Viết đúng nhưng mà cuối cùng lại khoanh nhầm. Khổ quá. Được chưa? Nhầm. Khổ. Chết. Thầy dạy hay quá, yêu chị chưa? chết. Câu thứ 12, bộ phận giảm sóc là ứng dụng của cái gì? Bộ phận giảm sóc là ứng dụng của hiện tượng dao động tắt dần. Nó làm cho biên độ tạo ra sau khi đi qua chỗ sóc là giảm dần theo thời gian. Được chưa? Giảm sóc mà. Khi em đi qua chỗ sóc thì biên độ của lò xo nó sẽ lớn. Nhưng mà cái bộ phận giảm sóc sẽ giúp giảm biên độ lại để các bạn bớt sóc, bớt gồng gành hơn, gập gành hơn. Được chưa? Giảm sóc là ứng dụng của dao động tắt dần nha. Câu 12 đáp án là B chính xác. 12 là B nha. Tiếp theo câu số 13. Câu số 13. Sóng cơ hình sin lan truyền dọc theo trục OX với chu kỳ là T. Khoảng thời gian để sóng truyền đi được một quãng đường bằng bước sóng. Quãng đường sóng truyền được trong một chu kỳ chính là một bước sóng. Vậy để truyền một bước sóng chính là một chu kỳ. Đúng không em nhỉ? Nên câu 13 đáp án B là chính xác. 13 là B. Tiếp theo câu số 14. Dung kháng của tụ điện được tính bằng biểu thức nào? Em biết rồi, dung kháng là ZC bằng 1 phần omega C. Nên câu này đáp án gì đúng các bạn nhỉ? Câu 14 đáp án C là chính xác. Xong chưa? 14 là C nhá. Ok, ủa Hồng Ngọc lên fan cứng cộng 1 này. 14 là C, hợp lý. Bạn nào thấy thầy chữa nhanh quá có thể bảo thầy chữa chậm hơn một chút nhá. Nếu mà nhanh quá. Đấy chưa?
Tiếp sang câu thứ 15. Câu 15 chưa? Rồi, câu 15. Biểu thức của lực kéo về. Nào, bắt đầu các bạn khai triển này. Lực kéo về là F bằng M nhân A. Đây chính là định luật 2 Newton, đúng nhỉ? Lực kéo về không phải là một loại lực mới, nó là tổng hợp của tất cả các lực tác dụng lên vật. Nên là tổng hợp của tất cả các lực tác dụng lên vật, khối lượng M thì sinh ra gia tốc A, đúng chưa? Đấy, và thì em có được là A bằng trừ omega bình nhân với X nữa, đúng không? Nhân với M nữa, chuẩn chưa? Vậy đáp án chúng ta ở câu này là gì các bạn nhỉ? M omega bình nhân với X, M omega bình nhân với X, đáp án D là chính xác. Người ta bảo là tính cái gì các em nhỉ? Tính độ lớn, đúng không? Nên không còn dấu trừ nữa. Câu 15 này đáp án D là chính xác. Các bạn nhớ biểu thức nhá. 15 là D. Thầy chữ từ từ thế à? Câu thứ 16, một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây rất dài, khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là bằng 10 cm. Nào, khoảng cách giữa hai đỉnh liên tiếp chính là bằng 1 lambda. Được chưa nhỉ? Đấy, hai đỉnh liên tiếp là bằng 1 lambda. Vậy nó cho hai đỉnh liên tiếp là 10, vậy lambda bằng 10 luôn. Câu 16 đáp án A là chính xác. Rồi. Ok chưa? À đâu D ấy nhỉ? Thầy cầm cái tờ giấy này nó không chuẩn lắm các bạn ạ, nhìn cái chữ nó không chuẩn lắm. D D D. Lambda bằng 10 mà. Thầy nhìn số 4 này số 1 không ạ? Cụ Đỗ in tờ giấy này hơi mờ. Giờ thầy phải áp dụng chiến thuật đổ lỗi cho người thứ ba. Không, thầy nhìn cái số 4 này số 10 thật. Ok, D nhá. Sao thằng Trần Duy thì khoanh B ấy này, Bế Hoàng Minh thì khoanh B ấy này. Hai đỉnh sóng liên tiếp với sóng cơ cách nhau 1 lambda. Nhìn chưa nhỉ? Rồi ôi. Nào, câu thứ 17. Biểu thức căn K trên M có cùng đơn vị với biểu thức nào? Nào, câu 17, biểu thức căn K trên M, em nhìn luôn, căn K trên M chính là tần số góc của con lắc lò xo. Đấy, nó đều đơn vị là radian trên giây. Vậy thì con lắc đơn tức là omega bằng căn G chia cho L. Đấy chưa? Vậy nó cùng với biểu thức của căn G trên L, 17. Cái gì đúng em nhỉ? 17 là A chính xác. 17 là A chưa? 17 là A nhá. Ok, tiếp theo câu thứ 18. Nào, viết nốt 20 câu đầu lên đây. Câu 18 nào. Nào. Các bạn đã học đến máy biến áp chưa? Nhiều bạn là hình như là chưa học đến máy biến áp đâu. Ồ. Nguyên ơi, mạng còn sống không? Sao anh không đọc, sao anh không kết nối được nhỉ? Em bảo hội bên dưới dùng mất mạng à? Sao anh không vào được nhỉ? Rồi. Ừ. Sao này hình như là vừa bị chết mạng đúng không? Vẫn xem được đấy ạ. Vẫn xem được đúng không? Ồ, có còn sống không các em nhỉ? Thầy sợ thầy chết rồi đấy. Ồ, sao thầy lại không nhìn được comment nữa? Ok, hình như vẫn còn sống thì phải. Ồ, ít chia sẻ quá. Các bạn cho thầy và chị một chia sẻ được không? Chị Quế nói câu này nó mới chất lượng này. Em nói câu này mới chất lượng này. Vậy các bạn cho thầy với cả mình một chia sẻ nha. Lên chào các bạn. Ok. Nào, một máy hạ áp thì làm sao các bạn nhỉ? Máy hạ áp thì N2, đúng không nhỉ? Thì phải nhỏ hơn N1. Thứ cấp thì phải nhỏ hơn sơ cấp, đúng không? Thứ cấp nhỏ hơn sơ cấp thì mới gọi là hạ áp. Vậy các bạn có được là N2 nhỏ hơn N1. Thế thì đáp án A là chính xác, đúng không nhỉ? Máy hạ áp thì N2 là phải làm sao các bạn nhỉ? Nhỏ hơn N1, nghe chưa? Nên đáp án đúng là gì các bạn nhỉ? Đáp án A, đúng không? Thầy chắc là không nhìn nhầm đáp án nữa rồi nha. Sao không đọc được comment nhỉ? Khó chịu thì em đọc được không? Anh mượn mấy em nhé. Câu 18, đáp án A là chính xác. Hợp lý chưa? 18A nha. Tiếp. Câu số 20. Câu số 19. Câu số 19. 18A đúng không? 18 là A. Câu thứ 19 này. Bước sóng 1 cm
Trong vùng giao thoa, M là điểm cách SC1, cách SC2 lần lượt là 7 và 12cm. Giữa đường trung trực và điểm M có bao nhiêu vân cực tiểu? Các bạn tính bậc của M hộ thầy. Bậc của M sẽ là lấy hiệu khoảng cách chia cho lambda, đúng không? 7 trừ cho 12 và chia cho 1. Bậc của M là trừ 5, đúng không các bạn nhỉ? Bậc của M là trừ 5, mà đường trung trực là bậc mấy các em? Đường trung trực là bậc 0. Thì từ M đến đường trung trực là có bao nhiêu cực tiểu? Cực tiểu tức là số gì các em? Cực tiểu tức là số bán nguyên, sẽ là trừ 4,5 này, trừ 3,5 này, trừ 2,5 này, trừ 1,5 này và trừ 0,5 này, đúng không ạ? Chúng ta có tất cả 5 số bán nguyên tính từ M đến trung trực. Vậy thì câu này đáp án đúng là gì các bạn nhỉ? Câu này đáp án đúng là B. Rồi, ok, đến câu thứ 20. Hết câu này thì xóa bảng nhá. Hết câu này chúng ta sẽ có tầm 5 phút đi xóa bảng. Thế nhầm, 3 phút thôi, được chưa? Nào, mạch điện RLC nối tiếp có cuộn cảm thuần, tụ điện, điện trở 160 và 30, tổng trở của toàn mạch là bao nhiêu các bạn nhỉ? Z toàn mạch sẽ bằng 50. Cái này các em nhẩm được đúng không? Căn của R bình cộng ZL trừ ZC bình. Chuẩn chưa nhỉ? Đấy, 3, 4 và 5. Đáp án là gì đúng các bạn nhỉ? Đáp án là B chính xác. Câu 20 là B. Hợp lý chưa? Xong, 20 câu đầu các bạn đã có 5 điểm nha. Đây, giờ cho các bạn nhìn chị lên xóa bảng. Đấy, thảo ước mong muốn được của nhiều bạn nha. Ok, thầy ngồi thầy làm hớp nước. Ok nhá, đấy có câu hỏi gì thì hỏi thầy luôn nào. Xong 20 câu đầu rồi nhá. Xong 20 câu đầu, nghỉ ngơi tí. Like cái này là nó mất thời gian xóa bảng các em ạ. Nên thầy phải chữa một lúc liền 20 câu. Xong bắt đầu là xóa bảng. Ok. Bài tập hôm nay xinh quá. Thầy tâm lý quá, thầy ga lăng mà. Nhưng mà vẫn phải thứ là thầy tạo điều kiện cho các bạn ấy mà, tạo điều kiện cho các bạn nhìn chị mà, nên là thầy mới ngồi xuống đây chứ. Thôi đừng zoom vào anh, zoom anh làm gì? Nó có cần nhìn anh đâu. Nó nó không cần nhìn anh đâu. Không chưa bật quạt nhé. Thế là anh dạy em cách xóa bảng nhé. Em xóa em miết một phát từ trên xuống, em miết thẳng đây này. Thì cái bẩn nó sẽ rơi xuống cái đáy này này. Hiểu không? Em miết hết hết bảng luôn nha. Đấy. Đúng rồi, chờ bảng khô nữa. Sao nó không tụt view không nhỉ? Lý do vì sao mà trong cái thời gian chờ đợi chết như này nó lại không tụt view nhỉ? Nó có gì đấy, nó hơi sai sai các bạn ạ. Nó hơi say sợ. À má thầy Hồng thấy do nẻ đấy. Thời tiết đang hơi nẻ các bạn ạ. À hơi lạnh nên là bị nẻ. Nào bây giờ xong mỗi năm, xong 5 điểm đầu ấy nhá. Ok chưa? Được rồi. Thầy sẽ chưa tiếp nhá. Được rồi đấy em. Được rồi. Bật cho anh câu từ 21 trở đi đi. Nào. Tụt làm sao được ạ? Ôi nó còn tăng view không ạ? Ủa ôi, nó tăng thật cả không ạ? Nó tăng lên 700. Nó tăng lên không ạ? Chứ nó không tụt đi là thế nào? Bật cho anh câu 21. Đây 750. Ôi sao lên view cao đấy nhỉ? Đề thầy đã up lên trên fanpage từ chiều rồi nhá. Các bạn có thể lên tải đề nếu như các bạn muốn nhìn đề nó đẹp hơn. Câu 21. Một sợi dây dài 0,8m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Bước sóng trên dây là 0,1m. Số bụng sóng trên dây là bao nhiêu bụng? Các bạn nhìn luôn, L bằng 0,8, lambda bằng 0,1. Thì L bằng 8 lần của lambda, đúng không nhỉ? L bằng 8 lần của lambda, tức là 16 lần của lambda chia 2. Một bó sóng là dài lambda trên 2. Chuẩn chưa? Lúc này của chúng ta sẽ là bao nhiêu bó các bạn nhỉ? 16 bó, chuẩn chưa? Đấy, 16 bó. Mà hai đầu cố định thì sẽ là 16 bụng luôn. 16 bó là 16 bụng. Chuẩn chưa nhỉ? Ok nhá, cái này nhẩm được, không dùng máy đúng không? Đáp án là gì đúng các bạn nhỉ? Đáp án là C.
C. 21C. Ok, Trọng Phúc C đúng rồi. Mạnh Mili C đúng rồi. 21 là C. Tiếp theo chúng ta sang câu thứ 22. Trong không khí, ở cái này là kiến thức của lớp 11 các bạn này. Hai điện tích điểm cách nhau lần lượt là D và D cộng 30 thì lực tương tác của chúng lần lượt là 4 micronewton và 1 micronewton. Yêu cầu tính giá trị của D. Các bạn nhớ biểu thức tính lực tĩnh điện F của chúng ta là K, đúng không ạ? K nhân với Q1, Q2 chia cho epsilon nhân với R bình. Ở đây người ta chỉ thay đổi cái R thôi, còn K, Q1, Q2 là một hằng số. Được chưa nhỉ? Vậy các bạn có được luôn này, lực F của chúng ta đã giảm đi 4 lần. Đấy, F giảm 4 lần, đúng không nhỉ? Bởi vì từ 4 mà về 1 mà F giảm 4 thì suy ra R đã tăng lên 2. F giảm 4 thì suy ra R tăng 2. Vậy chứng tỏ D nhân với 2 lần mới bằng D cộng cho 30. Chuẩn chưa? Vậy thì D của chúng ta là bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? 30 nha, cm. Đúng không ạ? Đáp án D là chính xác nha. D. Cái này bạn nào mà nhớ được kiến thức của lớp 11 thì cô bạn nói về này. Ok, Nguyễn Tùng Lâm D. Rồi, thầy cũng nhắc luôn là tí nữa sau khi thầy chữa xong đề này, thầy và chị Quế sẽ cùng ngồi tâm sự, chia sẻ cùng các em. Lúc đó các em sẽ đặt được nhiều câu hỏi hơn. Bây giờ chúng ta tập trung vào phần học nhỉ? Nha, tập trung vào thầy đã nha. Còn tí nữa thì thầy và chị sẽ ngồi live stream trực tiếp ở fanpage của bschool.vn nha. Cả thầy và chị sẽ chỉ là học thôi và không có à nhầm, tâm sự thôi chứ không có học nha. Câu 24 này. Một mạch điện gồm một pin xuất điện động 9V, điện trở mạch ngoài 4 ohm, cường độ dòng điện là 2A, điện trở trong của nguồn là bao nhiêu? Nào các bạn áp dụng định luật ohm toàn mạch. Đây là câu kiến thức lớp 11. Y toàn mạch bằng E chia cho R lớn cộng cho R nhỏ. Chuẩn chưa nhỉ? Và dòng điện là 2 rồi nha. Đây là 2 rồi. E này của chúng ta bằng mấy các bạn nhỉ? E này bằng 9, đúng không nhỉ? Mạch ngoài là mấy các bạn nhỉ? 4, đúng ạ, là 4. Vậy đây bao nhiêu các em? Đây chính là 0,5. Chuẩn chưa? 9 chia 4,5 thì mới là 2 được. Điện trở trong là 0,5 ohm. Nên câu 23 đáp án C là chính xác. 23 là C nhá. À đâu, chữ nhầm rồi. Đây là câu 24 không ạ? Thầy chữ nhầm rồi câu 23. Nhìn lệch. Cầm cái tờ này nó không chuẩn lắm. Khổ thân tôi. Rồi. 24 là C. Nhầm. Bây giờ mới tới 23 này. Thầy hơi lúa, tát cho phát. Nào, 23. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 40cm, vật AB đặt vuông góc với trục chính, cách thấu kính 30cm, khoảng cách, úi giời ơi, như bạn nhầm thế này, khoảng cách giữa vật và ảnh, lưu ý nhá. Nào, các bạn áp dụng công thức thấu kính 1 trên D, đấy chưa, cộng với lại 1 trên D phẩy, bằng 1 chia F. Chuẩn chưa nhỉ? Thầy hơi run á, thầy có run đâu? Điên à? 1 phần 30 cộng với 1 phần D phẩy bằng 1 phần 40. Chắc chắn cái D phẩy này âm các bạn ạ. Đấy chưa? Thầy khẳng định cái D phẩy này âm. Kem bấm máy nào. D phẩy bao nhiêu nào? D phẩy bao nhiêu nào? 1 phần 40 trừ cho 1 phần 30. 1 phần 40 trừ cho 1 phần 30. D phẩy này bằng trừ 120. Nha các bạn nha. Người ta không yêu cầu tìm D phẩy, mà người ta yêu cầu tìm khoảng cách giữa gì bạn nhỉ? Giữa vật và ảnh. Các bạn không được khoanh đáp án B. Bạn nào khoanh B là sai luôn, là toang luôn. Bạn nào phải khoanh đáp án là A thì mới đúng. Vì sao? Thầy vẽ cho các bạn xem. Tới đây nha. Đây này. Đây là thấu kính hội tụ, nó có thể cho cả ảnh ảo và ảnh thật. Các bạn nhìn luôn, vật nằm trong khoảng từ tiêu điểm đến thấu kính, nên là sẽ cho ảnh ảo, đúng chưa? D phải bị âm là ảnh ảo chưa? Từ ảnh ảo đến thấu kính là 120, từ vật đến thấu kính là 30. Vậy đây bao nhiêu các bạn nhỉ? Đây là 90. Đấy, vật và ảnh là 90. Ảnh thật sẽ nằm gần thấu kính hơn ảnh ảo. Ảnh ảo nằm xa hơn. Ảnh cách vật là 90. Nên câu này đáp án A mới là chính xác các em nha. Đáp án A mới là đúng nha. Bạn nào khoanh A không? Đúng rồi.
đấy, biết ngay mà nhiều bạn sai câu này mà. Rồi rồi đấy, Hoàng Nhật Nguyễn sai, Phan Cứng sai kìa. Thính Bách Thảo sai kìa. Úi giời ơi. A nhá, Nấm Xương Tân sai kìa. Nhầm hết rồi, thấy chưa? Khoảng cách giữa vật và ảnh, chứ người ta không hỏi là D phẩy, nghe chưa? Đấy, nó lừa rất cơ bản như thế thôi. Tiếp sang câu thứ 25. Câu 25 này. Một vật nhỏ 100g với phương trình x bằng 8 cos 10t, động năng cực đại của vật. Thực chất động năng cực đại nó chính là cơ năng. Đấy chưa? Động năng cực đại là cơ năng. V kép bằng m omega bình a bình chia cho 2. Đấy chưa? Nào, chúng ta cùng nhẩm cùng thầy nào. 0,1 nhân với 10 bình nhân với 0,08 bình và chia cho 2. 8 bình là 64, chia cho 2 nó phải còn 32. Nên chắc chắn câu 25 này nó là A. Các bạn không cần nhẩm nhiều, không cần bấm máy, nhẩm những cái số cuối của nó thôi cũng biết đáp án A rồi, đúng không nhỉ? 25 là gì các bạn nhỉ? 25 là A. 26, nhìn lướt qua hình như nó là kiến thức lớp 11 thì sao các ông ạ? Một khung dây có diện tích 100cm² gồm 500 vòng dây quay đều với tốc độ là 25 vòng trên dây. Rồi, xuất động cực đại là 200 căn 2V, độ lớn của B. Ồ, cái này dễ này. Nào, mình có E0 bằng cái gì nào? E0 bằng omega NBS. E0 là 220 căn 2. Omega là bao nhiêu đây các em? 25 vòng trên dây, một vòng là 2π radian. Vậy thì 50 vòng trên dây là 50π radian trên dây. Được chưa? Với N là 500 vòng dây, 500. B đang cần tìm SC là 100cm² nhân với 10 mũ trừ 4 để ra mét vuông. Được chưa? Vậy thì bằng một cách thần kỳ nào đó, thầy sẽ bấm máy cái này, được chưa? Bố thầy chẳng nhầm được. Nào, bấm nhá. 220 căn 2 chia cho 50π nhân với 500 nhân với 100 nhân với 10 mũ trừ 4. Bấm ra B đây, 0,39 tesla. À, viết nhầm này rồi, đây là 220 căn 2. Tí thì nhầm, đây đây, bấm lại, viết lại nhá. 0,36, đáp án D là chính xác, D nhá. B này là 0,36, 0,36. Được chưa, tesla. Ừ, đúng rồi, D. Tiếp theo, câu thứ 27 này. 27. Một con lắc lò xo có K bằng 40 newton trên mét, omega bằng 10. Khi không biến dạng thì vận tốc của nó triệt tiêu. Vận tốc triệt tiêu là bằng 0, mà bằng 0 thì chỉ có thể ở đâu các em? Chỉ có thể ở biên, đúng không nhỉ? Các bạn tính hộ thầy delta L0 nào. Delta L0 đó chính là G chia cho omega bình. G là 10, omega bình là 10 bình, đúng không ạ? Và chỗ này các bạn đổi ra thì nó chính là 10 cm, xin lỗi. Đúng chưa? Delta L0 nó là như thế này. Nó là 0,1 m. Đây này, chia ra là 0,1 m. 0,1 m sẽ là 10 cm. Khi không biến dạng. Đấy, khi không biến dạng tức là ở vị trí x bằng trừ delta L0. Vận tốc của vật triệt tiêu thì chứng tỏ phải ở biên, mà biên này cụ thể là biên âm, đúng không ạ? Vậy em có được là delta L0 đấy, chính bằng A luôn nha. Rồi, lực hồi phục tại vị trí lò xo giãn 4 cm. Các bạn nhìn vào đây luôn này. Nha. Đây là con lắc lò xo che thẳng đứng. Đây là vị trí biên âm trùng vào vị trí tự nhiên, đúng không nhỉ? Đây là vị trí cân bằng nha. Đây là vị trí biên âm này. Đây là vị trí cân bằng. Đây là vị trí lò xo giãn 4 à. Đây, delta L0 ở đây. Giãn 4 là cách tự nhiên là 4, mà đây là 10, đây là mấy các bạn nhỉ? 6. Cách cân bằng là 6, đúng không nhỉ? Giãn là phải so với vị trí tự nhiên. Giãn 4, cách delta L0 là bằng 4, cách cân bằng là 6. Lúc này ly độ của chúng ta là bằng trừ 6. Nó ở trên vị trí cân bằng, x bằng trừ 6. Lực hồi phục là F bằng gì nhỉ? Trừ M omega bình nhân với x, đúng không? Thay số vào này, M là bao nhiêu đây? À thế thôi, dùng là trừ cái x cho nhanh. Đây là trừ cái x này, chuẩn chưa? Rồi, bốn mươi mà nhân với 0,06 là 2,4 newton, đúng không nhỉ? 2,4
nha. Đáp án là A chính xác. K là 40. 40 nhân với 0,06 đúng nhỉ? 2,4 Newton nha. 27 là A. Được chưa? 27 là A. Rồi, sang câu thứ còn chỗ ông nhỉ? Đây. Sang câu thứ 28. Sang câu 28 nha. Câu này là mức 7 điểm này. Cho hai chất điểm một chất điểm thực hiện đồng thời x1 bằng a1 cos 4t, x2 đấy nhá. Cụ đố cụ gõ nhầm đấy các bạn ạ. X2 bằng 3 cos 4t cộng pi trên 2. Nếu mà nhìn ở đây thì hai dao động này vuông pha với nhau. Khi động năng con lắc bằng 1/3 cơ năng thì tốc độ là bằng 8 căn 3. Đây, động năng là 1/3 cơ năng. Nào, động năng nếu bằng 1/3 cơ năng. Được chưa? Thì động năng ở đây là bao nhiêu con nhỉ? MV bình trên 2 à? Từ từ, à, động năng là tỷ lệ với V bình, cơ năng là tỷ lệ với V max bình. Chỗ này là chia cho 3, vẫn 3 giữ nguyên. Động năng là ăn với V bình, cơ năng là ăn với V max bình. Chuẩn chưa? Đấy, rất gọn gàng. Chỗ này là V của chúng ta là 8 căn 3. Và đây ta bình phương lên. Đúng không ạ? Rồi, thế các bạn tìm được cái gì các bạn nhỉ? Ừ, V max. Chuẩn chưa? Đấy, căn ra nó là 24. Và V max thì bằng omega nhân với A tổng hợp. Đây là V tổng hợp của vật nhá. Omega thì là bằng 4. Thế thì A bằng mấy các em nhỉ? A tổng hợp bằng 6. Chuẩn chưa? 24 chia 4 là 6. A tổng hợp là 6. Ồ, thế cái kia phải là bao nhiêu các bạn nhỉ? 3 căn 3 thì phải. Bởi vì hai dao động vuông pha thì A tổng hợp là căn của A1 bình cộng với lại A2 bình. A2 thì là 3 mất rồi. Nên A1 của chúng ta là bao nhiêu các em? 3 căn 3 cm. Xong chưa? Nên câu này đáp án D. D. Hết 7 điểm. Được chưa? Mặt này bây giờ chỉ chưa được 8 câu nữa thôi. Sao em nhìn chị quen lắm? Hình như tương lai. Sao bạn hộ anh? Xong nhá. Rồi, đấy. Sao nhìn thầy chán chưa? 8 câu vừa qua nhìn thầy chán chưa? Ok, xong nhá. Bây giờ chúng ta sang 12 câu cuối cùng. Các bạn sang 12 câu cuối cùng. Cái gì đây? Giãn á. Các bạn có vẻ bị rất là yếu cái bài mà con lắc lò xo treo thẳng đứng. Giãn rồi không giãn, các bạn rất là khó hình dung vị trí của nó nhỉ. Các bạn có thể lên trên YouTube, các bạn học những cái bài giảng miễn phí của thầy hoặc là các thầy cô khác về cái chuyện là con lắc lò xo nhá. Đấy chưa? Giãn thì so với vị trí nào, nén thì so với vị trí nào, ly độ thì so với cái gì, nhớ chưa? Cameraman quay cận cảnh nào kìa. Này, như tốc độ chị cho bảng hơi chậm chị ạ. Thế em đợi lâu lắm ấy. Chị Quế cao mét bao nhiêu? Em cao mét 65. Chị Quế bảo chị cao mét 65. Kịp đấy, vừa đấy đúng không? Vừa được cái đến điểm cao nhất kia đúng không? Ừ, hợp lý. Học như này hiệu quả hơn á. À, thế bạn thích học hiệu quả này hơn à? Đề có mấy câu cuối ngáo lắm thầy. Nay bỏ qua tết. Thầy ghim info chị đó. Thầy thật sự em là đến tối nay thầy biết tên chị là gì nhá. Và vừa nãy thầy biết là chị sinh năm bao nhiêu và chiều cao của chị nhé. À, chiều cao thì lúc vừa nãy cameraman có nói được thì phải. Nhưng mà để test là xem có xóa được bảng hay không thôi. Chứ còn chị, thầy không biết info của chị nha. Thầy chịu thôi. Sao biết được? Thầy thề lúc thầy giảng sao nó dưới 700 mắt mà lúc chị xóa bảng lên hơn 700 là cái quần què gì vậy hả? Ừ. Trời ơi mấy cái đứa này. Học hôm nào cũng học như này à. Hôm nay là có một cái sự kiện là tí nữa thầy sẽ ngồi chia sẻ tâm sự. Đấy, giải đáp thắc mắc của các bạn 2K3 cũng như các em 2K4. Rồi hình như có tặng quà, sao đây thầy lấy quà các em xem. Ở chị cầm quà đây cho các em xem. Tí nữa live xong là sang một page khác nha. Sẽ không ở cái luồng live stream này đâu. Sang một page B-School là sẽ live stream rồi tư vấn rồi tặng quà các kiểu con đà điểu. Đây chị, đấy nói qua quà cho các em xem. Thì hôm nay B-School sẽ tặng cho các em ba món quà này. Đầu tiên là một con gấu. Món quà thứ hai là một cái túi vải nhá. Còn món quà thứ ba là một
áo thun, một chiếc áo phông của B-School. Có nhiều áo, có nhiều áo. Có nhiều áo ạ. Tức là không phải là tức là không phải là chỉ tặng ba cái này mà đúng rồi, có thể tặng nhiều áo, nhiều túi và nhiều gấu bông. Đúng rồi, chính xác. Chuẩn đấy. Tí nữa nhá, sau livestream này mình sẽ phát quà các thứ sau nhá. Chuẩn bị sẵn rồi. Mà tí nữa. Tí nữa nhá. Học xong đã. Rồi, số bạc vượt quá em ơi. Người này đi giặt rẻ thành cái. Rẻ bị bẩn. Nào, thế sẽ chơi bên này trước nha. Câu 32. Đây, chơi bên này trước. Câu 32. Bật cho anh câu 32 nào. Câu 32 nào. Đợi một chút, đề nó sẽ lên các bạn nha. Câu 32. Các bạn nhìn đi. 32 nào. Một mạch điện xoay chiều có R, có ZL, có ZC, có biểu thức của U, yêu cầu viết biểu thức của Y. Cái này các bạn bấm muốn nhanh, các bạn dùng phương pháp số phức, đúng không nhỉ? Y phức sẽ là bằng U phức chia cho R phức cộng với ZL phức cộng với ZC phức. Nếu các em thích bấm, đúng không ạ? Chỗ này nó sẽ là 200 căn 2, đúng không ạ? Đấy, chia cho 100 cộng cho 100Y. Đấy, trừ cho 200Y. Các bạn nhẩm nhanh ZLTC đấy nhá. Rồi các bạn ship 23 bằng, các bạn sẽ bấm được ngay. Thực ra với thầy, thầy quen rồi, có thể nhẩm được này. 100, 200 mạch này có tính là tính dung kháng và trễ pha hơn 45 độ. Chỗ này sẽ ra 100 căn 2, 200 căn 2 chia 2 là số 2. Được chưa? Hai góc mạch có tính dung kháng thì U sẽ bị trễ pha hơn, thì Y sẽ sớm pha hơn, và Y nữa không? 245, đúng không? Đấy, thầy nhẩm theo kiểu là giảng đồ trung gốc, chứ thầy không giảng theo kiểu số phức nha. Và nếu như thầy giảng thầy nhẩm không nhầm thì đáp án A chính xác, đúng không nhỉ? Đấy, bấm máy cũng được. Nếu như thầy nhẩm không nhầm hình như là A. Được chưa? Nếu như thầy nhẩm không nhầm, thôi hình như là A. Tiếp theo sang câu 33. 33 nào. Câu này bạn nào học thầy rồi rất là quen thuộc này. Câu này quá quen thuộc này. Câu này là một trong năm dạng giao thoa hay và khó thầy đã dạy các bạn. Hai điểm A và B cách nhau 30 cm, bước sóng là 3 cm. Đấy chưa? Điểm M nằm trên đường trung trực cùng pha với các nguồn, cách hai nguồn một đoạn nhỏ nhất là bao nhiêu? Cái này dễ nha. Dễ và rất dễ, thầy đã dạy ở trong khóa học rồi. Đấy chưa? M nằm trên đường trung trực, đây là A, đây là B. M nằm trên đường trung trực cùng pha với A, đấy chưa? Thầy gọi trung điểm đây là O đi. AB của chúng ta là bằng 20, chuẩn chưa? 20 nha. 20 mà các bạn chia ra, đây sẽ là khoảng là 6,67 lambda. Và chia tiếp ở đây nó rơi vào khoảng bao nhiêu các bạn nhỉ? 3,3 gì đó lambda. Thầy đang tính kiểu xấp xỉ thôi. M mà muốn cùng pha với A thì sẽ cách A một số nguyên lần lambda, và M gần A nhất thì số nguyên gần số 3 nhất là số 4. Chuẩn chưa? Đây sẽ là 4 lambda. Mà 43 thì bao nhiêu các bạn nhỉ? 43 thì là 12. Và AO thì là mấy các em? Là 10. Chuẩn chưa? À, người yêu cầu tính A thì đúng không? Thì là 12 luôn. Đáp án D là chính xác. Cái này ở trong khóa học thì đã dạy rồi. Nó chính là bài dạng bài dạng 5, đúng không nhỉ? Các dạng hay và khó về giao thoa sóng. Muốn cùng pha với nguồn mà nằm trên đường trung trực thì cách nguồn một số nguyên lambda, nhưng AM nó phải lớn hơn AO. AO các bạn tính ra nó xấp xỉ khoảng 3,3 thì AM nó phải là 4, nó là lớn hơn AO chưa? Bởi vì nó là gần A nhất nha. Đáp án D là chính xác. Xong chưa? Tiếp theo các bạn sang câu 34. Nào 34 nào. Một máy biến áp lý tưởng có tổng số vòng dây của hai quận là 2400 vòng. Nếu đặt ở sơ cấp 120V thì thứ cấp là 240V. Các bạn nhìn luôn, U thứ cấp gấp đôi U sơ cấp thì vòng thứ cấp gấp đôi vòng sơ cấp, N2 gấp đôi lần L1, đúng nhỉ? Mà tổng của hai cái này là bao nhiêu vòng các em? 2400 vòng. Hai số nào gấp đôi nhau và có tổng là 2400 nào? Bằng một cách thần kỳ đó thì nhẩm được nó là 1600 và 800, đúng chưa? Nên sơ cấp của chúng ta sẽ là bao nhiêu vòng các em nhỉ? 800 vòng.
Đúng nhỉ? Giải hệ phương trình đó nha. N1 của các bạn là bằng 800 vòng. Nên câu này đáp án là gì đúng các bạn nhỉ? C. Chắc là thầy không nhầm đâu. Đúng nhỉ? Đến tầm này là nó vào guồng rồi, nó không nhầm nữa đâu nha. Câu 34 là C. Hôm nay thầy có khoanh nhầm mất một câu thôi, đúng không nhỉ? Khoanh nhầm mất một câu duy nhất thôi. Nào, chữa câu 35 sang đây rồi 36 bên này nha. Còn câu 29, 30, 31 chưa chữa. À giời. Đúng rồi, đang đợi bảng khô. Rồi ôi, đây. Thầy ngáo rồi. Thầy lại nhầm rồi. Vừa mồm bảo thầy không nhầm thôi mà cuối cùng lại nhầm rồi. Rồi ôi, buồn quá bà con ơi. Nào, buồn vãi. Nào được rồi, thôi chưa đã. Tốc độ cực đại khi vật tại N, đúng không nhỉ? Tốc độ cực đại thì là V max, đúng chưa? Là bằng omega nhân A. Thực chất là do thầy cầm nhầm tờ giấy lên, thầy cầm vào cái mặt sau thì nó vào là câu 32, thì còn mặt trước nó còn từ 31, 29, 31. Nhưng do thầy trách thầy là thầy không nhớ lúc trước thầy chữa câu nào nên thầy lật linh tinh. Rồi, lỗi tại thầy, lỗi tại tôi. Nào, câu 29 này mình có được A là mấy các bạn nhỉ? 4 rồi, nhìn đồ thị là biết. Đấy, nhìn trục tung là biết. Cái vị trí 2 nó nằm ở giữa chưa? Thì biên độ nó cao hơn gấp đôi, nó sẽ là 4. Bây giờ để tìm được omega, các em cần tính được cái gì các bạn nhỉ? Cần tính được chu kỳ, đúng không nhỉ? Để được omega các bạn cần tính chu kỳ. Các bạn nhìn luôn, các bạn sẽ vẽ cái vòng tròn lượng giác ra. Nếu như bạn nào chưa quen, với những bạn quen rồi thì nhẩm một phát xong luôn. Nhưng thầy chữa cho tổng cộng rất nhiều bạn thì thầy chữa chậm nha. 0, 4 này, đây sẽ là 2. Ban đầu ở vị trí 2 và có xu hướng tăng dần, đúng không nhỉ? Đây là T bằng 0, có xu hướng tăng dần, chuẩn chưa? Đến biên là mất 1 ô ly. Đến biên là mất 1 ô ly. Và 1 ô là bao nhiêu? Các bạn nhìn luôn này, 8 pi phần 10 năm nó là 8 ô, thì 1 ô chỉ là pi phần 10 năm. Quét từ 2 sang 4 là quét một góc 60 độ, chính là T trên 6 chu kỳ. 60 độ là T trên 6 chưa? Đây chính là T trên 6. Vậy các bạn suy ra được T của chúng ta đó chính là 6 pi phần bao nhiêu các bạn nhỉ? 10 năm. Vậy các bạn lấy lên omega thôi. 2 mà chia cho cái này là 30 chia 6 là số 5. Đúng rồi, đây là 5 nhân với 4. Đúng không nhỉ? Là bằng 20. Đấy, tất cả là nhầm nhá, chúng ta không cần bấm máy. 29 là A chính xác. Từ T suy ra omega nhá, lấy 2pi chia cho T là ra omega. Hợp lý chưa? 29 là A. Ở sao các bạn khoanh C nhỉ? Minh Luân Hồ lại C là thế nào nhỉ? C là thế nào nhỉ? Bao nhiêu bạn đang xem em? 726. Nào, câu 30. Câu 30. Câu này một câu khá là hay và khó các em nha. Khá là hay và khó. Hay thực sự luôn nha. Trong thí nghiệm khảo sát chu kỳ T của con lắc đơn, hình vẽ biểu diễn T bình trục tung và L là trục hoành, là một đường thẳng kéo dài đi qua góc tọa độ hợp với trục hoành góc 76 độ với pi bằng 3,14, tính gia tốc trọng trường. Các bạn phải thiết lập biểu thức của T theo L đã. T của chúng ta là bằng 2pi căn L chia G. Đây là vật lý này. Bình phương lên thì biểu thức toán học này, T bình là 4pi bình chia cho G nhân với L. Mình coi T bình là trục tung, là trục OI. Coi L là trục hoành, là trục OX. Còn cái này là tham số M của chúng ta. Được chưa? Tham số M của chúng ta. Và nó cho góc ở đây. Đây là một phương trình gì các bạn nhỉ? Đây là một phương trình đường thẳng, đúng không? Đây là một phương trình đường thẳng đi qua góc tọa độ nha. Và cái hệ số góc tan alpha của chúng ta chính bằng M. Cái này lớp 9 là được học rồi hay sao nhỉ? Nha. Và M chính là 4pi bình chia cho G. Tan alpha là tan của bao nhiêu độ các em? Tan của 76 độ. Đấy, lớp 9 học rồi đúng không? Đây là 4pi bình chia cho G. Chuẩn không? Và các bạn tính G bao nhiêu? Bấm hộ thầy phát. Thầy đỡ phải bấm. Thầy hơi lười. Bấm nào. Thầy bấm nhá. 4pi à? Pi lấy xấp xỉ 3,14 rồi. Bình này chia cho tan của 76. Nhớ đưa máy về chế độ radian DEG. 9,38. Đúng không nhỉ? Đáp án D chính xác. Mét trên dây bình. Được chưa? Đáp án D nhá. Hợp lý không? 30 là D. 30 là D. 30D. Xong.
Rồi, 30, 31, 32, 33, 34. Thiếu 31 đúng không? Nào, 31 này. Một sóng ngang truyền trên sợi dây với tốc độ và biên độ không đổi, bước sóng là 60 cm. Mình có lambda là bằng 60 cm. Hợp lý này. M và N là hai điểm gần nhau nhất, lệch pha nhau pi trên 3. Tại một thời điểm, ly độ của M và N đối nhau và chúng cách nhau 12,5, yêu cầu tính biên độ sóng. Ly độ đối nhau. Ồ, đây, cái vẽ hình. Cái vẽ hình này. Ly độ đối nhau thì một thằng cu bên này, một thằng cu bên này. Đấy chưa? Một thằng là âm x chẳng hạn, một thằng sẽ là x chẳng hạn, đó là M và N. Lệch nhau 3, pi trên 3, lệch nhau 60 độ. M đây, N đây. Lúc này chúng cách nhau là bằng 12,5. Em lưu ý này, sóng ở đây là sóng ngang. Lưu ý nha, sóng ở đây là sóng ngang. Hai điểm M và N gần nhau nhất. Đây các em nhìn hình này, thầy sẽ vẽ kiểu này nha. Đây, thầy chót vẽ này rồi. Đây, M đây, N đây chẳng hạn. M ly độ âm, N ly độ dương. Đây, sóng ngang là các phần tử dao động vuông góc với phương truyền chưa? Nào, khoảng cách của nó này là một đoạn thẳng nối từ M đến N. Đoạn MN này đầu bài cho là bao nhiêu đấy các em? 12,5. Chuẩn chưa? Và đoạn này muốn tính được là các em phải đưa vào trong một tam giác vuông như thế này. Đấy, có cái đoạn nằm ngang là khoảng cách theo phương ngang chính là bằng lambda chia cho 6. Vì sao mình biết đoạn theo phương ngang là lambda trên 6? Bởi vì hai thằng cu này lệch nhau là bao nhiêu độ các bạn nhỉ? Lệch nhau là bằng 60 độ. Thì khoảng cách theo phương ngang là lambda chia 6. Các bạn phải coi cái lambda là 360, đúng không nhỉ? Thì 360 độ chia 6 mới ra được độ lệch pha là 60 độ, chính là pi trên 3. Chuẩn chưa? Còn khoảng cách theo phương thẳng đứng đây này, nó là bao nhiêu các bạn nhỉ? Nó là 2 lần cái này này. Đây chính là trừ x này, đây là x này, và đây sẽ là 2x. Đúng không ạ? Đấy, trừ x và x cách nhau là 2x. Đây là khoảng cách theo phương thẳng đứng, bởi các phần tử nó dao động vuông góc với phương truyền. Chuẩn chưa? Và lambda bằng 60, đây sẽ là bao nhiêu các bạn nhỉ? 10. Đúng chưa? 20. Hình như là 15, 20, 25, đúng không? Các bạn Pythagore nhá. Nếu như theo cảm giác thầy nhầm, đây sẽ là 7,5. Đấy, nếu như theo cảm giác thầy nhầm, đấy sẽ là 7,5. Đúng không? Thầy tin rằng thầy nhầm đúng. Nhưng từ từ đã, nhỡ đâu tôi nhầm sai thì làm sao? Nào, 12,5 bình trừ cho 10 bình căn ra. Chuẩn rồi. 2x của chúng ta là bằng 7,5. Vậy thì x của chúng ta sẽ là 7,5 chia đôi. Đây là x này, là 7,5 chia cho đôi. Thì góc hợp ở đây là 60 độ, đúng không ạ? 60 độ là 1/2, thì biên độ A sẽ là gấp đôi lên là 7,5. Rồi, cũng khó đấy. Đáp án gì đúng các bạn nhỉ? Đáp án là B chính xác. B nhá. Wow, khó. Sẽ khó với những bạn nào mà không quen về cách tính khoảng cách theo Pythagore. Khó nhá. Khó nhá, khó nhá. Câu này khó nhá. Câu này khó thực sự luôn đấy. Khó đấy. Các bạn xem kỹ lại câu này này. Độ lệch pha là 60 độ. Chuẩn chưa? Pi trên 3. Thì khoảng cách theo phương ngang là bao nhiêu các em nhỉ? Lambda trên 6. Dùng công thức là delta phi bằng 2πd trên lambda đấy, đúng không nhỉ? Đấy, thì ra được d bằng lambda chia 6. Ok không? Tức là d là bằng 10, theo phương ngang là 10. Đấy, m và n có ly độ đối nhau thì là một thằng ở x, một thằng ở trừ x. Vậy tính theo phương thẳng đứng, nó cách nhau là 2x, đúng không nhỉ? 2x này là phương thẳng đứng. Bởi vì m và n là dao động theo phương thẳng đứng. Đây là cái đồ vòng tròn động giác biểu hiện cái ly độ của nó biến đi theo thời gian, đúng không nhỉ? Rồi, 12,5 là khoảng cách đầu bài cho, đúng không nhỉ? Là một đoạn thẳng nối từ m đến n, em kéo ra. Đấy, và em sẽ dùng Pythagore, đúng không nhỉ? Trong dao tóc vuông. Đây là 10 theo phương ngang, 12,5 là khoảng cách thực tế, đúng không ạ? Vậy ra cái đoạn này là bao nhiêu các em? 7,5. Ra x của chúng ta là 7,5 chia cho 2. Nhưng x đang hợp ở góc 60 thì biên độ phải gấp đôi thì nó là 7,5. Đúng không ạ? Rồi, B nhá. Thử nghĩ là kỹ lắm rồi đấy. Xong. Ok. Xin bằng hộ anh bạn. Mệt vãi. Nào, ra từ
3 năm trở đi thôi. Chúng ta sẽ còn tất cả là 6 câu cuối cùng. Được chưa? 6 câu cuối cùng. Chào thầy, em vào muộn à. Nào, 6 câu cuối nào. Thầy cảm giác là bình thường nếu mà thầy like đến câu 3536 rồi, cái lượng người xem nó chỉ còn tầm 1/3 của lúc đầu thôi không ạ? 1/3 là giỏi đấy. Mà sau hôm nay nó cảm giác nó chỉ tụt có một tí thôi, nó tụt khoảng tầm 10% thôi. Chuẩn bị view tăng à? Tăng thật. Thầy có cái nhẫn xịn lại ở nhà quên mất, chưa tháo nhẫn cơ không ạ? Chị học trường báo chí và tuyên truyền. Thật à? Ồ thật à? Ủa sao, đã, sao nó tìm được này? Bạn nào đấy nhỉ? Bạn Trần Quang Luân. Ôi tăng view thật không ạ? Tăng view thật này, tăng lên 30-40 người xem này. Ui. À, khúc tan đó các em. Nó là hệ số góc. Ví dụ y bằng b nhân x thì m nó chính là tan của hệ số góc alpha. Cái này thầy phải nghĩ là các bạn học được từ lớp 9 chứ nhỉ? Đây này. Đấy chưa? Đấy, đây là phương trình y bằng mx nha. Thì góc alpha đây đúng không? Đấy, m của chúng ta chính tan alpha. Lớp 9 nhất đã học rồi mà. Được chưa? Ừ. Đừng để cho anh, để cho anh. Nào, ok, đến câu 35. Bật cho cái quạt lên, bật quạt lên cho nó khô. Rồi, các bạn có câu hỏi gì không? Thầy điểm Việt. Chết, em đi đâu đây? Để anh ở đây lại tụt view này. Bật quạt cho nó khô bảng không ạ? Rồi. Nào. Đấy, nguyên xóa đẹp đấy, sạch đấy. Thầy sinh năm 97 phải không ạ? Thầy á, sinh năm 69 em ạ. 797. Nào. Ta sẽ đến câu 35, 36, 37, 38. 38 có vẻ loằng ngoằng phết nhỉ? Nào. Chữ 35 nhá. Cho mạch điện RLC nối tiếp có cuộn cảm là thuần. Được chưa? R bằng 50 ohm đặt vào hai ấy, các bạn đi, bật đi cho nó khô. R bằng 50 ohm đặt điện áp U bằng 100 căn 2 cos omega t. Biết điện áp giữa hai đầu cuộn dây và điện áp giữa hai đầu mạch điện lệch nhau là pi trên 6. Yêu cầu tính công suất tiêu thụ của mạch điện. Câu này dễ thôi. Nào, theo các bạn này, thầy đã dạy các bạn 3 công thức để tính công suất rồi. Công thức thứ nhất là P bằng I bình nhân với R. Công thức thứ hai là P bằng UI cos phi. Được chưa? Và công thức thứ ba, bài này chúng ta sẽ sử dụng công thức thứ ba là công thức nhanh nhất nha. Trong 3 công thức thầy dạy các em để tính P. P của chúng ta là bằng U bình chia cho R nhân với cos bình phi. Bởi vì ở đây các em đã có hai đại lượng là U và R rồi. Đúng nhỉ? Tắt qua cho anh cái. U và R đã có rồi, U là hiệu dụng là 100, R bằng 50 và cos phi bao nhiêu? Mình có UL là cuộn dây hướng lên, UL hướng lên, Y thì nằm ngang. Bởi vì cái phi này các bạn này, cái phi này là độ lệch pha giữa U và Y, đúng nhỉ? UL và U lệch nhau 30 độ. Đây, UL và U lệch nhau 30 độ, thì U và Y lệch nhau 60 độ. Cos 60 là bằng 1/2. 100 bình và chia cho 200 thì 50 à, đúng không nhỉ? 35 là C đúng không các bạn nhỉ? Các thay số vào nhá. Thầy nhẩm thế thôi, đúng không? C. Nào, 100 bình chia cho 50 nhân với 1/4. Đúng rồi, thầy nhẩm không nhẩm đâu. 35 là C, chuẩn rồi, chuẩn rồi. Bạn Bắc Huyền này sai này, Bùi Trinh đúng rồi. Bạn Mạnh Mili đúng rồi. Mạnh Mili 5. Đúng rồi, Lâm Sương Tân này sai này. Là C chứ. C chứ. C nhá. Ừ, mấy bạn này. Kiểu gì đây? Trời ơi. Thầy còn không bấm máy này, không nhầm đi kìa. 36 nào. Câu này khó này các bạn này.
36 là khó nha, 36 là khó nha. Trên một sợi dây có sóng dừng ổn định, xét 3 phần tử ABC với A là một nút, B là một bụng gần A nhất. Được chưa nhỉ? Đấy, C ở giữa A và B. Con này nghe quen không? Thầy chữa này một lần rồi nhá. Được chưa? Chứ phải ở chính giữa đâu, mà chỉ ở giữa thôi. Khi dây duỗi thẳng, khoảng cách giữa AB là bằng 22,5. Đây, thầy sẽ vẽ ra nha. A là một nút này, B là một bụng gần A nhất, đúng không ạ? Đây, bụng đây. Khi dao động nó sẽ rất là to. Chuẩn chưa? Rồi. Và khi duỗi thẳng đây, AB cùng nằm ngang, đoạn này là bằng 22,5 cm. AB thì gấp 3 lần AC. Thầy đã dạy các bạn 3 điểm đặc biệt trong một bó sóng rồi. Nếu từ bụng đến nút các bạn chia làm 3 phần bằng nhau thì điểm C nó sẽ nằm ở đây. Nếu biên độ của bụng là 2A thì cái điểm này này nhá, hai nét cắt chia làm 3 phần bằng nhau, điểm này là điểm D chẳng hạn, sẽ có biên độ là A căn 3, điểm C sẽ có biên độ là A. Đúng nhỉ? 3 điểm đặc biệt trong một bó sóng mà thầy đã dạy rồi nhá. Ok. Khi sợi dây biến dạng nhiều nhất thì khoảng cách giữa A và C là 8,5. Nào, khi sợi dây biến dạng nhiều nhất, tức là điểm bụng lên đến biên, và B và C là cùng pha, khi B lên đến biên thì C lên đến biên, đúng không ạ? Lúc này khoảng cách giữa A và C, A là nút sóng, nó vẫn là cố định. A và C đây là bao nhiêu các bạn nhỉ? 8,5. Chuẩn chưa? Rồi, nào thế mình tính được cái AC đã nào? 22,5 mà chia cho 3 thì là 7,5, đúng không ạ? Thế mình nhẩm được cái đoạn này chưa? Đoạn A nhỏ này chưa? Khi C lên biên thì biên độ của nó chính là A đây. Nhẩm hộ thầy nào, A nhỏ bao nhiêu nào? 17, 15. Không nhẩm được, không nhẩm được. 17 bình trừ 15 bình, nó hơi mới với thầy. 8, 15, 17. À không, không mới đâu, thầy quên mất đấy. Đúng không nhỉ? Cặp số Pythagore 8, 15, 17. Đúng không nhỉ? Không mới, không mới, thầy quên mất thôi. Đúng chưa nhỉ? Mình có được A bằng 8 và đây là cm nha, cm. Xong, sau đó tính tỉ số giữa tốc độ cực đại của B và tốc độ truyền sóng trên dây. Nào, VB max tỉ số tốc độ cực đại của B và V truyền sóng. VD max là omega nhân với AB. AB thì là mấy A các bạn nhỉ? Điểm B sẽ có biên độ là 2A cơ. Đúng không nhỉ? V truyền sóng là bằng lambda nhân với F. Omega chia cho F thì chính là 2pi. Đây là 2pi này. 2A thì là 16. Lambda là bao nhiêu? Từ A đến B mới là 1/4 của lambda thôi. Đây là 22,5. Nhân với mấy các em? 4. Đúng không ạ? Từ bụng đến nút gần nhất mới chỉ là lambda trên 4 thôi. Em bấm máy vào nhá. Để tính theo gì nhỉ? Tính theo... không tính theo pi đâu. 32pi chia 22,5 nhân với 4. 1,11. 1,11. 7. Được chưa? Đáp án đúng. Từ từ đã xem nào. Sao không có đáp án đúng nhỉ? V truyền sóng là bằng lambda nhân với F chia cho 2pi ở trên tử. Thầy nhầm ở đâu nhỉ? Thầy bấm nhầm ở đâu nhỉ? Thầy bấm nhầm chỗ nào à? A bằng 4. Bấm nhầm. Pythagore nhầm chỗ này. A bằng 4. Rồi. Đây là bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? Đây bằng 8. Thầy nhầm nhầm. Hôm nay thầy hơi xính nhầm các ông ạ. Bình thường thầy có nhầm mấy đâu. Hôm nay lại phải hay nhầm bởi vì hơi lười cầm cái máy tính này lên. 16pi chia cho 22,5 nhân với 4. Rồi, nó là 0,55, là một nửa của vừa nãy. Chuẩn chưa? Đáp án đúng là gì các bạn nhỉ? Đáp án đúng là B. B nhá. Đáp án là B. B. Chuẩn rồi, B. Đúng rồi. Nhầm lần đầu tiên mà. Nhầm nhiều tát cho phát. Nào. 37. Thế hết rồi. Sắp hết rồi, sắp chia tay nhau rồi. Thầy phải nhắc luôn chứ. Sau livestream này ngay lập tức thầy sẽ chuyển sang page B-School. Thầy phải kéo view cho page đấy. Hiện tại là đang được gần 700 bạn xem ở đây. Thì mong rằng sang page đấy được khoảng 70 bạn xem nhá. Được chưa? Page B-School đang hơi yếu view. Nên thầy sang thầy kéo view cùng với chị Quế. Và chúng ta sẽ ngồi chia sẻ tâm sự. Nhưng mà không ở page này đâu. Tí nữa sẽ lượng người xem là đông hay không là phụ thuộc ở các em. Được chưa? Đấy, B-School nhá. Được chưa nhỉ? bschool.vn fanpage của bschool. Lúc đấy là chắc là không được đông lắm, nhưng mà thôi tùy các bạn nhá. Con này cũng được. Nào, 37.
Cho mạch RLC nối tiếp và đồ thị hình bên là biểu diễn sự phụ thuộc phi theo ZC. Cái này dễ này. Các bạn đọc được đồ thị không? Các bạn thấy được là khi ZC là trục hoành đấy bằng 100 thì phi của chúng ta là sẽ bằng 0. Phi là cái gì? Phi là độ lệch pha giữa U và Y. Các bạn dùng công thức tính tan phi. Tan phi nó bằng ZL trừ cho ZC chia cho R. Đúng chưa? Mà tan 0 thì chính bằng 0, nên tử số sẽ bằng 0. Lúc này ZL bằng 100. Và 100 này chính là cái gì các bạn nhỉ? Là hằng số. Xong không ạ? Rồi, tiếp theo các bạn nhìn tiếp. Khi ZC nhìn trục hoành nhá, bằng 273,3 thì phi của chúng ta là bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? Âm pi trên 3. Các bạn tương tự thôi, suy ra tan phi bằng ZL trừ cho ZC chia cho R. Tan của âm 60 là trừ căn 3. Đúng không ạ? ZL là bằng 100, ZC là trừ 273,3. Từ đây các bạn tìm lại R thôi. Đúng chưa? Tìm lại R thôi. 273,3 nó khoảng bao nhiêu các bạn nhỉ? Nó là 200 căn 3. Bấm cho nhanh, không phải 150 căn 3. Không phải. Thôi kệ nó đi. 273,3 100 trừ 273,3 chia cho căn 3. R khoảng 100, xấp xỉ 100. R bằng 100. Đây cũng là một hằng số các bạn nha. Đây cũng là một hằng số. Được, ZC biến thiên thôi. Còn R và ZL là hằng số. Điều chỉnh C để U mạch vuông pha với URL. Đến đây phương pháp quy đổi góc sẽ lên ngôi. Đấy chưa? Đến đây phương pháp quy đổi góc sẽ lên ngôi. Là U toàn mạch vuông pha với URL. Các bạn sẽ có được là phi cộng với phi RL bằng bao nhiêu độ các em? 90 độ. Hợp lý chưa? Vậy các bạn có được là tan phi nhân với tan phi RL, đúng không ạ? Bằng số 1. Chuẩn chưa? Chuẩn nhá. Tan phi là cái gì? Tan phi của chúng ta chính là trị đối của ZL trừ ZC chia cho R. Tan phi RL là cái gì? Là ZL trên R bằng số mấy các em? Bằng số 1. Và các bạn nhìn này, để U mà vuông pha được với URL chắc chắn là mạch có tính dung kháng. Vì sao các biết không? URL sẽ ở phía trên, trên Y đấy, đúng không ạ? Trên Y. Mà U muốn vuông pha được, U phải cắm xuống dưới mới vuông được. Mạch là có tính dung kháng nha. Nếu như các bạn phá trị đối ra, chỗ này sẽ là ZC trừ ZL mới là dương, đúng không ạ? Nào bấm máy xem nào. 100 trên 100 là hết này. Đây sẽ là 100. Cái này là 100. Mà trên tử cũng phải là 100. Vậy ZC bằng 200, đúng không nhỉ? Nhầm ra được, ZC bằng 200. Không cần bấm máy nha. ZC bằng 200. A chính xác, 37 là A. A. Thấy chưa? A. Xong. Rồi, Yến Ly chính xác rồi. Đấy, có chị Dương Linh, chị comment Bet Be School ở đấy, thì phải ghim bình luận nha. Tí nữa chúng ta sẽ like ở bet đó. Phụ thuộc vào chị á, chứ không phải phụ thuộc vào các em à. Rồi, còn 38, 39, 40 đúng không nhỉ? Chúng ta còn tất cả là 3 câu nữa. Ui, 21 giờ 20 rồi cơ. Còn 10 phút nữa để chữa 3 câu à. Có vẻ căng đấy không ạ? Các bạn muốn thầy chữa nhanh hay chữa chậm nhỉ? Hình như 38, 39, 40 đều những câu khó. Có 40 thì có vẻ dễ kìa. Chứ 38 cũng khó này. Có vẻ thôi. 39 cũng khó này. 40 cũng khó này. Vui dễ. Đấy chưa? Nhưng mà theo thầy cảm nhận thì 39 là khó nhất. Đấy nhỉ? Theo thầy cảm nhận có vẻ như 39 là khó nhất. Có vẻ thôi nha. Đến bây giờ toàn pro đúng không? Thầy sẽ chữa kiểu nhanh nhá. Tức là thầy sẽ vẽ ít vòng tròn lượng giác thôi. Để các em phải tự nhầm nha. Các bạn tự nhầm. Đấy, những cái câu 29 nãy thầy vẽ vòng tròn lượng giác là thầy sẽ hơi buồn cười đấy. Chậm thôi thầy nhá. Chậm á? Cho chị còn về không ạ? Được chưa? Chứ thầy thức thâu đêm với các em được, nhưng mà chị thì không chắc. Rồi, 38 khó nhất á. 38 là dễ chứ em, 39 mới khó nhá. Thế thôi em ạ, thế thôi. Chậm thôi thầy nhá. Vì
Thực ra ở đây có hai chị cơ, một chị đang ngồi ở đây cơ. Các chị còn về. Nào. 38. Bà đang nhau 38 đi. 38 khó nhất à? Thầy không nghĩ 38 khó đâu, thầy nhìn 38 cũng bình thường thôi, câu ra động cơ này. Thầy thì không ngán ra động cơ bao giờ. Thực sự gáy sớm thì nguy hiểm lắm các ông ạ. Thế ba chị khó. Hả? Thế ba chị có khó không? Nào, 38. Thôi bây giờ là chúng ta bắt đầu đẳng cấp rồi đúng không? Thầy sẽ chữa theo những kiểu mà có đẳng cấp nhá. Là toàn những bạn đẳng cấp ngồi đây, những câu, những cái ý mà quá cơ bản thì không nhắc nữa nha. Tầm này nó phải nhanh rồi, đúng không nhỉ? Tầm này phải nhanh rồi. Có K là 100. Tắt đây cái quạt. M là 400 gram. Tính được omega thôi. Omega bằng căn K chia cho M. 100 chia cho 0,4 căn ra 5 pi, 5 căn 10, 5 pi. Thầy nhầm không nhầm đâu nhỉ? 5 pi. Rồi, lúc này delta L0 là bao nhiêu? Delta L0 là mg trên k. Những cặp số đặc biệt đấy đúng không? 0,04 mét. Cái này thầy không phải nhầm được đâu nhá. Đây là rất là trường đặc biệt thôi. Đấy chưa? Các em học sinh học thầy quá quen những này rồi. Nào. Tìm khoảng thời gian lò xo giãn trong một chu kỳ. Các bạn sẽ rất thích biên độ là mấy? Nếu delta L0 bằng 4, các bạn sẽ rất thích biên độ bằng 8. Đúng chưa nhỉ? Đấy, ở trong lòng thầy mong muốn cũng như trong lòng các em bây giờ sẽ mong muốn là A bằng 8cm. Để chúng ta có được thời gian giãn, nó chính là bao nhiêu chu kỳ các em? 2 phần 3 chu kỳ. Đúng không nhỉ? Với chu kỳ là 0,4 giây. Đúng chưa nhỉ? Trong lòng các em đang rất mong muốn A bằng 8 và thầy cũng mong muốn như vậy. Với chu kỳ là 0,4 giây. Và từ đây omega 5 pi chu kỳ 0,4 đúng không? 2 phần 3 nhân với 0,4 bằng 4 phần 15 thì có vẻ đâu đó đáp án sẽ là đáp án A. Đúng không nhỉ? Trong lòng thầy mong muốn A bằng 8. Bây giờ mình đi giải. Đấy chưa? Bây giờ mình đi giải. Nào. Tại thời điểm T, thế năng là 288, thời điểm T cộng 0,05, động năng là 256. Cơ năng thì không lớn hơn 1 để trận nghiệm. Được chưa nhỉ? Pi bình lấy bằng 10, trong một chu kỳ dao động khoảng thời gian giãn là bao nhiêu? Cái này dễ này. Các bạn sẽ gọi phương trình này, coi như thời điểm ban đầu là thời điểm T bằng 0, thời điểm lúc sau là thời điểm 0,05. Đấy chưa? Đấy, coi như ban đầu T bằng 0 nhá. Phương trình dao động là ban đầu là x1 này bằng A cos phi. Bình thường nó sẽ là x bằng A cos omega t cộng cho phi. Nhưng thời gian t thì bằng 0. Em nhớ nhá, phương trình tổng quát x bằng A cos omega t cộng cho phi. Có đúng không? Với t là thời điểm, thầy đang chọn cái thời điểm này là thời điểm t bằng 0 luôn. Được chưa? Thầy gán ngay cho nó t bằng 0. Hợp lý không? Hợp lý. Từ đây các bạn có được là x1 bằng A cos phi thôi. Chuẩn chưa nhỉ? Và x2 này nha, ném lên đây này, với t bằng 0,05 và omega bằng 5 pi, 0,05 mà nhân với 5 thì là pi trên 4, đúng không nhỉ? A nhân với cos của pi trên 4 cộng cho phi. Đúng chưa? Các bạn gọi cái phương trình tổng quát ra là x bằng A cos omega t cộng với phi thì cho t bằng 0 vào đây. Thì x1 sẽ là A cos phi, x2 là A cos pi trên 4 cộng với phi, với t là 0,05 và omega bằng 5 pi. Hợp lý chưa? Hợp lý vãi. Nào, tiếp mình có được là x1 chia cho A tất cả bình, thầy chuyển vế thôi, thì sẽ là cos bình phi. Hợp lý không? Nào, x bình trên A bình chính là thế năng chia cho cơ năng. Thế năng 1 chia cho cơ năng. Đấy, thế năng ăn với x bình, còn cơ năng là ăn với A bình. Chuẩn chưa? Tiếp theo các bạn có cái gì nào? Các bạn chuyển vế sang ở đây là x2 chia cho A tất cả bình sẽ là cos phi cộng với pi trên 4 tất cả bình. X bình trên A bình là thế năng 2 chia cho cơ năng. Rồi. Nào, mình có thế năng 1 là 288. Do nó là phép chia nên không cần để đơn vị, 288 chia cho cơ năng. Nó không cho thế năng 2 các bạn ạ, cuộc đời không như mơ. Đấy chưa? Nó cho là động năng 2 cơ. Thì thế năng thì chính là cơ năng trừ cho động năng là trừ cho 256. Đúng không ạ? Thế năng là cơ năng trừ động năng nha.
trừ 256 bằng V kép. À, chia V kép. Xong chưa? Ồ, tuyệt vời. Nào, mình có một hệ phương trình là gì các bạn nhỉ? Từ đây thầy viết lại cho nó đẹp nhá. Hệ phương trình là cos bình phi chính là 288 chia cho V kép. Và cái kia là trừ 1 hộ thầy nhá. Khai phá tử xuống, được chưa? V kép chính là số 1. Thì chuyển sang là trừ 1. Mình có được là cos phi cộng với pi trên 4 tất cả bình trừ cho 1 chính là trừ 256 chia cho V kép. Hợp lý chưa? Đến đây mình chia vế cho vế, đúng nhỉ? Chia vế cho vế là tìm được cái phi này, thế ngược lại là tìm ra V kép. Xong. Đó, thế thôi. Cái này mà khó à? Hả? Cái này mà khó à? Ui, cái này dễ các em ơi. Đưa máy radian để bấm nào. Có bạn nào lười radian để đây là 45 độ nhá. Cos của x tất cả bình chia cho cos x cộng 45 tất cả bình trừ cho 1 chia xuống nhá, trị tiêu omega bằng 288 phần âm 256 ship xôn. Nhập bừa đi, nhập phi bằng 30 hay gì đó, bừa các bạn. Ra được phi là khoảng 18,43 độ. Tất nhiên nó sẽ có nhiều nghiệm và cái cơ năng nhỏ hơn 1 để chặn đấy. Mình xem cái nghiệm này được có đúng không nào. Thầy tính ra phi nó khoảng 18,43. Xong chưa? Nào, vậy đến cos của answer nha, có phi chưa? Cos answer bình phương lên, lấy 288 chia cho answer. Úi giời ơi, ra được rồi. Ra được V kép của chúng ta là bằng 320 milijoule. Xong chưa? V kép chính là KA bình chia cho 2. Hợp lý. Tính được A chưa? Nếu mà tính được A bằng 8 thì quá tuyệt vời. Nào, với K bằng bao nhiêu đây các em? Với K là 100. 320 nhân đến 10 mũ trừ 3 nhân cho 2 chia cho 100 và căn answer chuẩn luôn. Được chưa nhỉ? 0,08 mét và bằng 8 cm. Xong. Nó đây. Còn vì sao có cái này thì không dạy nữa. Được chưa? Các bạn quá giỏi phần này rồi nha. Chuẩn đáp án A. Được không? Wow. Đấy cả cái. Được chưa? Ồ, có hiểu không đấy không? Thầy lươn lẹo à. Ok các bạn nhỉ? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Ồ. Sao không ai comment nhỉ? Chết mạng à? Ok ok, được rồi. Nào, xong nhá, chắc các bạn chắc phải mất một thời gian để loát cái này. Đúng không nhỉ? Chắc các em phải mất một lúc để loát mấy cái này. Rồi, chữa nhanh cho các chị về này. Nào, thấy chưa, câu 40 trước. 40 trước nhá, 40 trước. 39 có vẻ nó hơi dài. Được chưa nhỉ? 39 nó có vẻ hơi dài. Thầy chữa 40 trước. 38 có, nếu các em không kịp hiểu thì xem lại nhá. Thầy hơi nhanh một tí. Hơi nhanh một tí. Hơi nhanh một tí. Hơi nhanh, hơi nhanh, hơi nhanh. Hơi nhanh một tí thôi. Các bạn comment để thầy biết là các em còn sống hay đã chết nha. Hay thầy đã chết nha. Không biết là thầy có bị rớt mạng hay không. Nào, 40. Cái này dễ này. 39 chữ cuối cùng nha. Trong lúc anh chữa em lên xóa 38 đi. Đợi bảng khô là vừa. 40. Mình có mạch là RCL. R này. Đấy chưa? C này. L này. M là điểm nằm giữa này. A này. M này. B này. Khi L bằng L0, tổng trở đặt cực tiểu, lúc này là mạch có hiện tượng cộng hưởng. Thấy chưa nhỉ? Nha. L bằng L0, Z min. L biến thiên để Z min chứng tỏ là mạch cộng hưởng. Lúc này ta có được là ZL bằng ZC. Và Z toàn mạch chính bằng R thôi. Xong chưa? Biện áp hiệu dụng giữa hai đợt ở mạch AM là bằng 40 căn 2. Mình có được UAM là hiệu dụng nha. Đấy, chia cho U toàn mạch. 40 căn 2 chia cho 20 căn 2 các ông ạ. Thì là số 2. Em hình dung được không? U cực đại là 40. Thế hiệu dụng nó phải là 20 căn 2. 40 căn 2 chia cho 20 căn 2 thì là số 2. Tỷ lệ của U là tỷ lệ của Z. UAM sẽ là ZAM. ZAM là ZRC.
U toàn mạch là Z toàn mạch, mà Z toàn mạch chính là R. Đây là căn của R bình cộng cho ZC bình. Và Z ở đây chính là bằng R. Xong chưa? Từ đây các bạn suy ra này, 4R bình trừ cho R bình là 3R bình. Vậy thì ZC đã bằng căn 3R. Được chưa? Thầy nhầm nhanh nhá. ZC bằng căn 3R rồi. Khi L gấp đôi lên thì áp cực đại của hai đầu mạch MB. Được chưa? MB chính là UL, U0L chia cho U0 toàn mạch. Được chưa? U0 toàn mạch thì là 40. Tỷ lệ của U là tỷ lệ của Z. Lúc này sẽ có được là ZL. Được chưa nhỉ? Chia cho Z toàn mạch. L gấp đôi thì ZL gấp đôi. ZL vừa nãy là bằng ZC. Bây giờ gấp đôi lên là 2 lần ZC. Em phải biến đổi ăn theo những đại lượng không đổi. Nghe chưa? L gấp đôi, ZL gấp đôi chưa? Gấp đôi so với vừa nãy là 2 lần ZC. Nha. Z toàn mạch của chúng ta là căn của R bình cộng với ZL là 2 lần ZC ở trên tử rồi. Trừ cho ZC tất cả bình. Xong. Đấy. Bấm máy. Được chưa? 2 chia từ từ nha. Các bạn đặt R là 1 thì ZC sẽ là căn 3. Được chưa? Trên tử sẽ là 2 căn 3. Dưới mẫu là căn của 1 cộng cho căn 3. 2 ZC trừ ZC là ZC chưa? Ừ, bình phương. Hợp lý rồi. Cái này bằng căn 3. Đấy. Vậy thì U0 là bằng 40. Thì U0L là bằng 40 căn 3. Người ta hỏi điện áp cực đại các bạn ạ. Nghe chưa? Đáp án D là chính xác. D nhá. Câu này là D. Bạn nào làm không cẩn thận thì sẽ nhầm giữa cực đại và hiệu dụng. Hình như nếu bạn nào nhầm ra đáp án B thì phải, đúng không? Rồi. D. Biết ngay mà các bạn non và xanh lắm. Các bạn nhầm những câu như câu này. D các ông nhá. Được chưa? D. Đúng rồi. Trời ơi. Đấy, biết ngay mà. Bạn thì nhầm ra B, bạn thì nhầm ra D. Câu chuyện không hề đơn giản. Làm những câu này, cái kỹ thuật các bạn làm nó phải khéo. Thầy làm thì làm rất là gọn, thầy không hề khai triển định luật ôm. Thầy chỉ lấy tỷ lệ này, tỷ lệ của U là tỷ lệ của Z. Tỷ lệ của U là tỷ lệ của Z. Để ý số liệu, đừng nhầm là được. Được chưa? Nha. Rồi. Mấy giờ? 34. Quá ta ghét 4 phút được không ạ? Tôi là chỉ được phép like đến 21:30 thôi. Quá ta ghét của các chị 4 phút rồi đấy. Nào. 39 nào. Rồi, nhanh sau câu này chúng ta sẽ đi tâm sự tí. 39, xong cái này chúng ta sẽ sang một page khác tâm sự nha. 39. Cho một sợi dây nhẹ không giãn có chiều dài 1,5m cắt được làm 2 phần. Được chưa nhỉ? Có chiều dài khác nhau. Tức là chiều dài L1 cộng cho L2 thì là bằng 1,5. Được chưa? Hình bên biểu diễn đồ thị của ly độ góc biến thiên theo thời gian. Yêu cầu tính tốc độ cực đại của con lắc thứ hai. Mình có V2max. Nào, công thức tính V max con lắc đơn là alpha 0 nhân với căn GL. Được chưa nhỉ? Đấy, V max là alpha 0 nhân căn GL. Với alpha 0 theo radian, G là mét trên dây bình, L là mét. Ở đây biết một cái G. Alpha 0 2 chưa biết. Các bạn nhìn cái đỉnh đồ thị mà xem. Đỉnh đồ thị mới chỉ là alpha 0 1 thôi. Các bạn chưa hề có alpha 0 2. Các bạn chưa có alpha 0 2 đồng nghĩa với các việc các bạn cũng không có L 2. Đúng chưa? Cần tìm hai cái này. Ồ, nào. Bắt đầu các bạn nhìn đồ thị hộ thầy. Các bạn nhìn đồ thị hộ thầy nhá. Thằng chu kỳ của 1, nào, chu kỳ của thằng 1 là bằng 8 ô ly, nhìn chưa? Hình của chúng ta là có một nửa chu kỳ của 1 thôi. Chu kỳ của 1 là 8 ô ly. Nào, thầy sẽ vẽ này. Ban đầu là nó qua vị trí cân bằng và tăng. Nó quay 3 ô ly, 3 ô ly là đến vị trí giao điểm. 3 ô ly là 3 phần 8 chu kỳ. Tức nó quay 135 độ tính từ ban đầu. Là đến được cái vị trí giao điểm không? Nha. Đấy. Ban đầu nó ở vị trí bằng 0 và tăng. Thằng 1 này. Nó quay 135 độ. Là lên đến trên đây. Quay 135. Đây là 90 rồi. Và nó quay tiếp lên 45 độ nữa. Là sẽ gặp được thằng 2. Đây thằng 1. Được chưa? 1 và 2 gặp nhau. 2 đâu đó dưới này thì không biết. Đây thằng 2. Được chưa? 2 thằng cắt nhau thì hình chiếu phải trùng nhau. Đúng không nhỉ?
Thằng 2 ở đấy. Thằng 2 ban đầu cũng trùng vào đây các bạn nha. Thằng 2 ban đầu cũng trùng vào đây. Thằng 2 nó quét vào góc này. Được chưa? Thằng 2 nó quét vào góc như vậy. Thằng 2 cũng quét từ đây để gặp thằng này, đúng không nhỉ? Thằng 2 quét vào góc là 45 độ, đúng không nhỉ? Vậy 4 năm ở đây thì đây cũng sẽ là 4 năm. Đúng chưa các bạn? Đúng chưa các bạn? Nào các bạn nhìn này, tam giác này sẽ là một tam giác cân. Lý do tam giác này cân chưa? Đường cao đồng thời là tia phân giác, tam giác cân. Vậy thì biên độ của hai thằng này bằng nhau. Đây, hai cạnh này này, biên độ là độ dài vector. Mình chứng minh được tam giác này tam giác cân thì alpha 01 bằng alpha 02, nên alpha 02 là 0,14 radian luôn. Có luôn dữ kiện này. Đồ thị nó không hề cho các bạn alpha 02 là 0,14 nhá. Em phải chứng minh đấy nhá, được chưa? Chứng minh tam giác này là tam giác cân. Được chưa nhỉ? Nha, cạnh cạnh bằng nhau, đúng không nhỉ? Đấy, chứ các bạn nhìn thấy thằng 2 nó không hề chạm đỉnh nên không được phán đoán là thằng nào trước thằng nào sau. Được chưa? Tiếp theo các bạn nhìn này, trong cùng một khoảng thời gian, thằng 1 nó quét được góc 130 năm, thằng 2 mới chỉ quét được 45 độ thôi. Đúng không nhỉ? Trong cùng một khoảng thời gian tính từ ban đầu đến lúc gặp nhau thì thằng 1 quét được góc 135, thằng 2 quét 45, tức là tốc độ góc của thằng 1, đúng không nhỉ? Thì gấp 3 lần tốc độ góc của thằng 2. Vì sao ra số 3 lấy 135 chia 45, đúng không nhỉ? Là số 3. Omega của 1 gấp 3 lần omega 2, mà omega là tỷ lệ với 1 trên căn L. Omega căn G trên L chưa? Đây là 3 trên cho căn của L2 nha. Vậy các bạn có được là gì các bạn nhỉ? L2 là bằng 9 lần L1. Chuẩn không? Rồi, có tổng, có thương. Các bạn tìm được L1 và L2. Cùng một khoảng thời gian từ ban đầu, hai thằng cùng bằng 0 và tăng. Sau đó gặp nhau, đúng không nhỉ? Thì 1 quay được góc 135, 2 chỉ quay 45. Tức là thằng 1 quay gấp nhanh gấp 3 lần thằng 2. Đúng chưa? Xong 1, 5, 1, 1, 1, 1,5. 9 trừ cho 1, 0. Rồi. Thầy cần L mấy? Thầy cần L mấy nhỉ? Thầy cần L2 à? Thầy cần Y không ạ? Xuyên được L2 là bằng 1,35 mét. Thay lên trên kia, 0,14 nhân với G là bao nhiêu đây? Đáp án cho G là 9,8 nhân với 1,35. Xấp xỉ 0,509 nha. Cái gì đúng nào? B gần giá trị nào nhất? 0,51. B đúng không? Thầy làm chắc là không nhầm. B nhá. Đấy chưa? B. Rồi. Các bạn có chịu được nhiệt những câu này không? Hết. Xong. Tắt tắt cái kia đi. Rồi, xong nhá. Và câu này cũng bình thường, cũng không khó lắm. So với đồ thị của thầy thì câu này quá bình thường. Quá target mất 9 phút các ông ạ. Thầy chữa câu này mất 5 phút. Rồi, và sau đây chúng ta sẽ dừng livestream ở tại đây nha. Và các bạn sẽ sang bestbschool.vn nha. Thầy và chị sẽ tâm sự một chút cùng các bạn. Tâm sự nữa không? Ok, thầy like hơi lâu. Ok rồi, nha. Chào các bạn nha. Sang bestbschool có cái đường ghim bình luận này này. Các bạn sang đấy, chúng ta sẽ ngồi tâm sự cùng thầy và chị nha. Chào các em nha, bye bye nha.